Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính giới hạn đạo hàm, nguyên hàm, tích phân bằng cách sử dụng MATLAB. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách khai báo các cái biến ký hiệu như là x, y, t ở trong MATLAB. MATLAB không những cho phép chúng ta tính toán trên các con số mà nó có thể cho phép chúng ta tính toán trên các ký hiệu. Giống như cách mà chúng ta làm trong khi chúng ta học môn toán. Thì để tạo biến ký hiệu, các bạn sẽ dùng lệnh là sim sims, phía sau là danh sách các cái biến, ví dụ mình tạo biến x và biến y, hai cái biến ký hiệu x và y, enter. Thì lúc đây mình được hai biến ký hiệu là x và y này. Thì để tính giới hạn nguyên hàm hoặc là tích phân thì đầu tiên mình đi tạo cái hàm f trước. Ví dụ mình tạo hàm một biến f sẽ bằng x mũ 2 trừ 3 nhân x cộng cho 1. Lúc này mình tạo được cái hàm x, và hàm x nó cũng thuộc cái kiểu kiểu symbolic luôn. Để tính giá trị của hàm tại một điểm, ví dụ tại x bằng 2 chẳng hạn, thì cái hàm này nó, hàm f của mình bằng bao nhiêu, thì mình dùng cái lệnh là sup f phẩy cái biến mình cần thế vào là biến x, thế vào giá trị là 2. Ở đây nó sẽ tính ra giá trị của hàm f tại cái điểm là x bằng 2. Đó là chức năng của hàm sup. Thì mình được kết quả là trừ 1. Ở đây 2 bình phương là 4. 4 trừ về 6 là trừ 2. Trừ 2 cộng 1 là trừ 1. Đúng rồi. Để tính giới hạn của hàm số thì các bạn dùng hàm limit. Cái hàm số đầu tiên là cái hàm số cần tính giới hạn. Tham số thứ hai là tính giới hạn theo cái biến nào, và tham số thứ ba là ở đây mình tính giới hạn theo biến x này, thì x tiến tới bao nhiêu. Thì ví dụ mình tính giới hạn của hàm số f khi mà x tiến tới 0 chẳng hạn, thì tham số thứ ba sẽ là 0, giá trị mà cái biến này nó sẽ tiến tới, enter. Thì dễ thấy được kết quả là bằng 1 đúng không? X bằng 0 thì x mũ 2 bằng 0, 3x cũng bằng 0, chỉ còn lại một thôi. Thêm một số ví dụ nữa về giới hạn. Ví dụ mình tính giới hạn của hàm số là sin x chia x khi x tiến tới 0, sin x chia cho x phải, mình có thể gõ trực tiếp cái hàm vào như thế này ha, không cần phải tạo ra hàm x, với điều kiện là các bạn đã khai báo cái biến symbolic x rồi. Khi tiến về 0 thì cái giới hạn này kết quả là bằng 1 đúng Thêm một cái giới hạn thường gặp nữa là giới hạn của 1 cộng 1 chia x. 1 cộng 1 chia x. Rồi tất cả mũ x khi x tiến về vô cùng. Thì vô cùng trong MATLAB nó dùng cái tên là INF, là quy tắc của chữ infinity, tức là vô cùng. Thì giới hạn này nó sẽ bằng số E. Và kết quả mình thấy ESB1, tức là E mũ 1, chính là bằng số E. Thì đây là giới hạn khi x tiến về vô cùng ha. Các bạn nhớ vô cùng là dùng chữ INF. Ví dụ tiếp nữa là mình đi tính thử giới hạn bên trái và giới hạn bên phải. Làm sao để tính giới hạn bên trái và giới hạn bên phải? Ví dụ ở đây mình sẽ đi tính giới hạn của cái hàm f theo biến x khi x tiến tới bên trái của điểm 0, tức là 0 trừ đúng không? Thì trong MATLAB mình sẽ gõ vào như thế này, 0 rồi phải. Cái tham số thứ tư là chữ left.
cái chuỗi led đặt trong dấu nháy đơn, enter, thì kết quả vẫn là một. Tương tự như vậy, các bạn có thể tính khi x tiến tới bên phải thì ở đây là right, bên phải tức là không cộng mà bên trái là không trừ, kết quả nó vẫn là một. Bây giờ đi tính đạo hàm. Đạo hàm của hàm f thì các bạn dùng hàm def diff rồi if. Tiếp theo là tên của cái biến, bạn sẽ tính đạo hàm theo cái biến nào, thì ở đây mình tính đạo hàm theo biến x. Enter, nó sẽ ra kết quả là đạo hàm bậc nhất của cái hàm f. Ở đây x mũ 2, đạo hàm là ra 2x, trừ 3x đạo hàm còn lại trừ 3, 1 đạo hàm bằng 0. Còn đạo hàm cấp 2, dĩ nhiên các bạn có thể tính hai lần như thế này, mình tính được kết quả của đạo hàm cấp 1 rồi, các bạn có thể tính tiếp đạo hàm cấp 2 bằng cách tính đạo hàm của cái kết quả lần trước mình đã tính đạo hàm cấp 1 rồi. Em phải f à phải x thì nó cũng ra đạo hàm cấp 2 là bằng 2 đúng không? Hoặc là bạn có thể gộp lại trên một dòng lệnh như thế này ạ, deep f phẩy x phẩy x, tính như vậy nó cũng ra bằng 2. Hoặc là bạn có thể dùng cái hàm deep theo cái cú pháp sau, đầu tiên là cái hàm cần tính đạo hàm, tiếp theo là cái biến tính đạo hàm theo biến nào và tính bao nhiêu lần, tính đạo hàm cấp mấy ấy, các bạn điền vào luôn. Ở đây tính đạo hàm cấp 2 thì nó sẽ bằng 2. Dễ thấy đạo hàm cấp 3 thì nó sẽ bằng 0, cấp 4, cấp 5 phía sau là nó bằng 0 hết. Tính nguyên hàm thì các bạn dùng cái hàm int, int nguyên hàm của hàm f, đầu tiên là hàm f rồi phải cái biến, lấy nguyên hàm theo biến nào, thì ở đây mình lấy nguyên hàm theo biến x. Như vậy là mình sẽ gọi vào là in mở ngoặc là f phải x, enter, thì nó sẽ tính nguyên hàm. Ở đây nó trình bày kiểu này hơi khó thấy, mình dùng cái lệnh expand để nó nhân giá trị trở về dạng cái dạng đa thức như thế này thì mình dễ thấy không? Ở đây nguyên hàm của x mũ 2 là ra x mũ 3 chia 3, nguyên hàm của trừ 3x là ra trừ 3x mũ 2 chia 2, nguyên hàm của 1 là ra x, như vậy nó tính đúng rồi. Trong toán thì người ta sẽ cộng thêm một cái hằng số c ở phía sau nữa. Còn trong trường hợp này MATLAB nó cho luôn cái hằng số c của chúng ta bằng 0 mà, nó không có cộng thêm cái hằng số c. Ví dụ mình tính nguyên hàm của cos x chẳng hạn, theo biến x thì kết quả sẽ ra là sin x. Ví dụ tính nguyên hàm của sin x theo biến x thì kết quả sẽ ra trừ cos x đúng không? Tiếp theo mình sẽ đi tính tích phân. Mình sẽ đi tính tích phân thì tích phân vẫn là dùng biến in, tích phân của f phải theo biến x. Bây giờ là cái giá trị của x nằm trong khoảng nào thì các bạn đi vào, ví dụ mình tính từ 0 cho đến 2 rồi enter, thì nó sẽ là tích phân của cái hàm f theo biến x, trong đó x đi từ 0 đến 2, enter, thì kết quả là ra là trừ 4 phần 3. Ví dụ mình tính nguyên hàm của sin x theo biến x phải trong khoảng từ 0 cho đến 2 pi, 2 nhân pi, enter. Thì dễ thấy cái tích phân này là kết quả nó ra là 0 đúng không? Tại vì hàm sin x là hàm tuần hoàn với lại chu kỳ là 2
2π, và ở đây mình tính tích phân trong một chu kỳ. Và trong một chu kỳ thì cái phần diện tích của cái ham sin x, phần diện tích phần dương của cái ham sin x nó sẽ bằng phần diện tích âm của cái ham sin x. Cho nên kết quả ra là không. Để vẽ ra một cái đồ thị của cái hàm số thì các bạn dùng hàm EZ plot. Ví dụ ở đây mình vẽ cái hàm sin x ra luôn cho các bạn xem ha. Theo bên x, và x nằm trong khoảng từ 0 đến 2π. Ở đây mình gọi nhầm, ở đây không cần cái tham số x, ở đây không cần cái tham số x, chỉ cần ghé là gọi là EZ plot sin x, rồi cái khoảng vẽ là x nằm từ 0 đến 2π là được rồi. Thì các bạn thấy đây là đồ thị của cái ham sin x. Nếu mà tính tích phân của nó thì các bạn thấy diện tích ở cái phần dương này, cái phần này nè, bằng diện tích của cái phần âm, cho nên kết quả dễ thấy là nó bằng không. Ví dụ mình vẽ EZ block của cái hàm F của mình, vẽ ra đồ thị của cái hàm F trong khoảng từ trừ 5 đến 10, thì dễ thấy cái hàm của mình là hàm bậc 2 đúng không? Nó sẽ ra một cái đường cong parabol. Đó. Nên thì các bạn xem đây là cái đường cong parabol. Thì đó là cái phép tính trên cái hàm một biến. Trong trường hợp hàm của mình có hai biến, ví dụ hàm g của mình có hai biến, mình đặt là hàm f luôn đi. Cái hàm nó có dạng như sau: x mũ 2 nhân cho y mũ 3 trừ cho 3x, 3 nhân x nhân cho y mũ 2 cái hàm f. Để dễ đọc cái hàm f hơn, các bạn dùng cái hàm là Bretty. F thì nó sẽ in ra cái hàm f ở dạng giống như là dạng chúng ta viết bình thường ở trên trên giấy vậy. Ở đây là x mũ 2 nhân y mũ 3 trừ cho 3 x y mũ 2. Bây giờ để tính giá trị của cái hàm này, ví dụ là tại điểm x bằng 2, y bằng 3 đi chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng hàm sup. Đầu tiên các bạn thay thay cái giá trị của x vào trước. Sup f phẩy x phẩy thay x bằng 2 đúng không? Y bằng 3. Tiếp theo các bạn dùng tiếp một cái hàm sup nữa. Thay y bằng 3. Như vậy là các bạn với cách làm như thế này thì các bạn sẽ tính được giá trị của hàm f tại điểm x bằng 2 và y bằng 3. Enter. Mình sẽ ra kết quả là 54. Cái này các bạn có thể tự kiểm tra lại. Hoặc là có thể gọi như sau ha, sub f phải mình sẽ thay thế cả một cặp giá trị luôn là x phẩy y bằng cái cặp giá trị là 2,3. Như vậy với cách gọi thứ hai thì nó trực quan hơn so với cái cách làm thứ nhất. Tính đạo hàm riêng với hàm, ví dụ mình tính đạo hàm riêng
đít của f tính đạo hàm riêng theo biến y. Thì các bạn phải chỉ định cái biến, các bạn cần tính đạo hàm theo biến nào. Enter, nó sẽ ra kết quả cho các bạn. Tại đây nó ra là 3 nhân x mũ 2 nhân y mũ 2 trừ cho 6xy. Thì do tính đạo hàm riêng theo y cho nên nó xem x như là hằng số vậy. Ở đây x mũ 2 giữ nguyên lại 3 y mũ 3 đạo hàm thì sẽ bằng 3 y mũ 2. Ở đây là ra 3 y mũ 2 nè. Tương tự như vậy cho cái phần sau, x là giống như hằng số cho nên giữ nguyên. Y mũ 2 thì đạo hàm bằng 2 2y nhân cho 3 nữa ra là 6y. Thì cũng đơn giản thôi. Dính tới cái hàm hai biến thì mình có tích phân bội. Thì để tính cái tích phân bội thì các bạn sẽ phân nó ra, đưa nó về dạng cái tích phân lập. Và có thể dùng hàm in, hàm in để tính. Thì giống như cái hàm sup thay thế với trên vậy, mình cũng dùng hai lần hàm sup, đầu tiên thay thế giá trị của x rồi thay thế giá trị của y. Thì đây các bạn có thể tính tùy theo cái tích phân lập mà các bạn đưa về là tính tích phân theo x trước rồi mới tính theo y, hay là tính theo y trước rồi mới tính theo x, thì tùy. Thì các bạn có thể dùng nó tương tự với lại cái hàm sup. Rồi ví dụ mình tính theo x trước này. Ở đây gì phía sau nó còn cái khoảng của x nữa, ví dụ x nằm từ khoảng từ 0 đến 2. Tiếp theo mình sẽ tính theo y. Y nằm từ 0 đến 2 luôn đi. 0 đến 3 đây. Thì ở đây mình sẽ thấy với cái cách gõ công thức như vậy thì mình sẽ đi tính được cái tích phân bội 2 của cái hàm f, trong đó cái miền tính tích phân là một cái hình chữ nhật có giới hạn là x nằm từ 0 đến 2 và y nằm từ 0 đến 3. Enter, nó sẽ ra kết quả cho các bạn. Ra kết quả là 0. Thì để nhắc lại một lần nữa, để tính tích phân bội 2 thì đầu tiên các bạn phải đưa về dạng tích phân lập. Sau đó các bạn lồng hai cái hàm in vào với nhau để tính. Rồi, thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.